giá biệt thự liền kề tại Hà Nội tiếp tục giảm sâu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở dưới 30 triệu đồng một mét vuông đã biến mất khỏi thị trường. Xung quanh câu chuyện thu hồi đất để làm khu đô thị, nhà ở thương mại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết hết mưa lạnh, nắng đã ấm trở lại trong ngày hôm nay. Đối với nhiều người, thứ bảy là ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng có những người thương dành cuối tuần để đi xem đất đai, nhà cửa, tìm cho mình một nơi ở ưng ý. Với những ai có điều kiện kinh tế thì thông tin sau đây hẳn sẽ đáng để quan tâm. Đó là giá liền kề biệt thự tại một số khu đô thị trên địa bàn Hà Nội hiện nay đã giảm, đa phần dao động từ 75 đến 300 triệu đồng một mét vuông, tùy vị trí và giá trị khai thác của sản phẩm. Cụ thể, tại khu đô thị Nam An Khánh Hoài Đức, giá nhà liền kề biệt thự dao động từ 75 đến 130 triệu đồng một mét vuông, khu đô thị Lideco Hoài Đức từ 70 đến 110 triệu đồng một mét vuông. Dự án liền kề biệt thự tại Thanh Đàm Hoàng Mai có giá dao động từ 110 đến 150 triệu đồng một mét vuông. Dự án The Manor Central Park từ 200 đến 430 triệu đồng một mét vuông. Điều đáng nói, thị trường bất động sản mới chỉ rơi vào trầm lắng chưa tới nửa năm trở lại đây, nhưng các căn biệt thự liền kề đã giảm giá hàng tỷ đồng. Ở một số dự án, hầu như cả tháng không ghi nhận được giao dịch nào thành công. Tương tự, mức độ quan tâm tìm kiếm của người mua cũng giảm hẳn. Cụ thể, những điểm nóng đất nền ngoại thành như Quốc Oai, Sóc Sơn lượt tìm kiếm thông tin giảm mạnh nhất từ 30 đến 39%. Tại những địa bàn khác như Gia Lâm, Thanh Trì, Long Biên, Hoài Đức, mức độ quan tâm cũng giảm lần lượt 28%, 24%, 21% và 17%. Đó là mức độ quan tâm. Còn về giá giao bán đất nền Hà Nội, ghi nhận mức giảm sâu nhất tại Long Biên và Thanh Trì với lần lượt 10% và 9%. Một số địa bàn khác giảm nhẹ 1% như Đông Anh, Quốc Oai. Đến thời điểm này, huyện Đông Anh đang triển khai 82 đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1 trên 500 xây dựng khu dân cư trên địa bàn. Trong năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ hoàn thành phê duyệt 55 đồ án, trong đó 19 đồ án được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt sau khi có ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc. Các dự án còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các khâu thẩm định quy hoạch và lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Liên quan đến vụ việc 130 hộ dân ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khiếu kiện đòi đất suốt 16 năm qua, liên ngành gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Thanh tra thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm vừa thống nhất có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất chính sách đối với các hộ bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp để thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Theo đó, chấp thuận giao đất dịch vụ cho 130 hộ bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường sắt Nhổn ga Hà Nội. Các hộ gia đình sẽ được giao khoảng từ 40 đến 80 mét vuông đất dịch vụ. Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm rà soát quỹ đất dịch vụ và tổ chức điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tổ chức giao đất dịch vụ và thu nghĩa vụ tài chính theo quy định tại quyết định số 33/2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, năm 2020, loại nhà ở bình dân có giá trị dưới 2 tỷ đồng, tương đương dưới 30 triệu đồng một mét vuông, chỉ có 163 căn hộ, chiếm 1%. Năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, không còn nhà ở bình dân, 0%. Có 4 dự án nhà ở xã hội và 1 dự án nhà lưu trú công nhân, khu chế xuất Linh Trung 2 trong 9 tháng đầu năm nay. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện tình trạng giá nhà tăng liên tục trong 5 năm gần đây. Hiện nay, tuy giao dịch nhà đất đã có dấu hiệu giảm tốc, chậm lại, trầm lắng, nhưng giá nhà đất vẫn còn neo ở mức cao và xuất hiện các đợt sốt giá ảo đất nền, đất nông nghiệp. Tỉnh Đồng Nai đang xác định khối lượng đã thực hiện để chấm dứt thanh lý hợp đồng 5 gói thầu bị chậm tiến độ. Đây là những dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội thuộc dự án xây dựng khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn để phục vụ cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai đang xúc tiến các thủ tục cho việc đấu thầu lại để chọn nhà thầu thi công hoàn thiện các công trình. Dự kiến vào giữa tháng 11 tới, Ban Quản lý Dự án sẽ tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn các nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện các công trình. Trước khi đến với phần tiếp theo của bản tin, mời quý vị cùng đến với một số thông tin về thị trường chứng khoán tuần này. Chốt phiên giao dịch cuối tuần tại nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng, áp lực bán dường như phủ kín, số mã giảm sàn dường như còn chiếm sóng gần như toàn bộ bảng điện. Nhà đầu tư nắm giữ một số cổ phiếu đã mất đi gần như lãi suất tiền gửi cả năm, tương đương giảm gần 7%. Riêng cổ phiếu CEO giảm 9,82% do giao dịch trên HNX. Đồng thời, nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng chìm trong sắc xanh sàn.
Thưa quý vị, với dự án nhà nước thu hồi đất phục vụ mục đích chung, các công trình công cộng thường nhận được sự đồng thuận của người dân có đất bị thu hồi. Thế nhưng, với dự án mang tính thương mại thì việc thu hồi đất đang là vấn đề nhạy cảm, xảy ra nhiều khiếu kiện tranh chấp. Cơ chế nào để hài hòa lợi ích giữa người có đất, nhà nước, chủ đầu tư đang là bài toán được cơ quan soạn thảo dự án luật đất đai tính toán. Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Trung Đông ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, huyện đã có quyết định thu hồi đất để giao chủ đầu tư. Gia đình ông Thái là một trong số những hộ không đồng ý bàn giao đất vì giá đền bù quá thấp. Huyện đã phải ra quyết định cưỡng chế để thu hồi đất. Định giá của chúng tôi bằng có 62 triệu một sào. Và coi như là lấy của gia đình nhà tôi là tất cả vào 4 sào. Rơi vào nằm trong những một cái số hộ dân là 51 hộ dân còn lại đấy không đồng ý nhất trí theo cái giá coi là chỉ định của coi là các cấp chính quyền. Câu chuyện ở Hà Nam đang xảy ra ở rất nhiều địa phương là nguyên nhân của những vụ khiếu kiện về đất đai phức tạp, kéo dài. Góp ý lần đầu vào dự án luật đất đai sửa đổi, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá việc nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án khu đô thị, nhà ở thương mại là không phù hợp. Chúng tôi cũng đồng ý với Ủy ban Kinh tế là tôi đề nghị trường hợp mà thu hồi đất để phát triển cái dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại, thì trường hợp này cần phải áp dụng cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 18. Tuy nhiên, thực tế triển khai, doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản này cho biết doanh nghiệp đã từng có dự án kéo dài 12 năm vẫn không thể thỏa thuận để 100% hộ dân đồng ý với giá đền bù. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đang rất phân vân về cơ chế tự thỏa thuận. Cái cách mà giao cho doanh nghiệp tự thỏa thuận là không khả thi. Bởi vì có những dự án mà chúng tôi ba vấp thì có thể nói là hàng trăm hàng nghìn người dân, thì trong số cộng đồng cư dân ấy nghe giải thích thì cũng có người hiểu vì cái lợi ích chung, và cũng có người là đánh giá là cái dự án ấy mang lại cái lợi ích chung cho cả cái khu vực, cho nên người ta chấp nhận cái mức giá đền bù mà do nhà nước chính quyền địa phương đưa ra. Nhưng có những người người ta rất cực đoan, người ta bảo của tôi dứt khoát phải thế này, mà thậm chí người sau lại đòi cao hơn người trước. Làm thế nào để người có đất bị thu hồi không bị thiệt thòi nhưng doanh nghiệp cũng khả thi trong triển khai dự án? Ngoài việc phải xác định thật rõ ràng, cụ thể trường hợp nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhiều ý kiến cho rằng dù cơ chế nhà nước thu hồi hay doanh nghiệp tự thỏa thuận thì bản chất của vấn đề vẫn là giá đền bù hợp lý và lợi ích của người có đất bị thu hồi được đảm bảo. Sửa đổi đất đai thì phải liên quan đến câu chuyện là xác định giá đất và quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất. Khi mà cái quyền lợi được đảm bảo ít nhất là bằng hoặc là hơn cái điều kiện mà trước khi thu hồi, thì cái việc thu hồi đất là do nhà nước thu hồi hay là doanh nghiệp lấy để xây dựng nhà ở thương mại, tôi nghĩ rằng vẫn không phải là quan trọng nữa. Cái mà chúng tôi mong muốn hướng đến ấy là làm sao cái khung và các chính sách đền bù của nhà nước hay tư nhân cũng phải đều đảm bảo một những như tiêu chí như nhau và phải bình đẳng như nhau. Thì trong trường hợp ấy thì mới giải quyết được cái vấn đề công bằng trong xã hội. Tuy nhiên, với dự án kinh doanh thương mại, giá đền bù như thế nào là hợp lý, lợi ích như thế nào là hài hòa giữa người dân có đất bị thu hồi với nhà nước và chủ đầu tư vốn là một bài toán khó, cần tính toán và cân nhắc thật kỹ lưỡng để triển khai khả thi trong thực tế. Phần cuối bản tin, chúng ta cùng ghé thăm biệt thự ven biển của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để xem bên trong có gì nhé. Mới đây, biệt thự ven biển của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump đã được niêm yết cho thuê với giá 195.000 đô la Mỹ một tháng, cùng với một số quyền lợi đi kèm. Được biết, căn biệt thự này trước đó thuộc sở hữu của em gái ông Trump, bà Marianne Trump Barry, một thẩm phán liên bang hiện đã nghỉ hưu. Sau đó, bà Barry bán lại căn biệt thự cho Eric Trump với giá 18,5 triệu đô la Mỹ. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Bermuda với phần mái nhà màu trắng và phần chắn tường đồ hồi nhô cao tạo điểm nhấn. Hoàn thiện vào năm 1956, biệt thự có diện tích sàn khoảng 2.000m2 và được chia làm 2 tầng với 8 phòng ngủ. Bên trong nhà được lát đá cẩm thạch và lắp đặt nhiều bức tường kính trong suốt kịch trần để có thể tận hưởng hết cảnh biển. Biệt thự cũng có một phòng khách, một phòng bếp với đầy đủ tiện nghi và nhiều khu vực sinh hoạt chung khác. Ngoài ra, người thuê biệt thự sẽ được nhận kèm quyền lợi và thẻ hội viên của câu lạc bộ bãi biển Mar-a-Lago bên cạnh. Còn nếu người thuê muốn đầu tư dài hạn, căn biệt thự cũng có thể được mua lại với giá 59 triệu đô la Mỹ.
Đến đây thì thời lượng của bản tin ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.